Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị và các bạn, đánh giặc cũng như đánh cờ, có khi trước phải tạm nhường mấy nước, miễn sau cuối cùng giành phần thắng thì thôi. Đại tướng Đỗ Lễ cẩn trọng, ấy cũng là phép xử thường của kẻ quen sông pha trận mạc. Thế nhưng, Duệ Tông lại bất chấp lời can ngăn, lại còn coi khinh mà hạ nhục, bắt đại tướng phải mặc áo đàn bà trước mặt ba quân. Chủ quân háo thắng mà vô mưu đến thế, bảo không thảm bại làm sao được. Cổ nhân đã dạy rằng, dụng binh mà khinh tướng, ấy là nguy. Duệ Tông đã hạ nhục đại tướng Đỗ Lễ, có biết đâu là đã tự hạ nhục mình, mà xem ra cái nhục của Duệ Tông mới thực sự là nỗi nhục lớn hơn cả. Đại tướng quân Đỗ Lễ. Đỗ Lễ là người quê gốc ở Bồng Trung, xã Đồng Biện, nay là xã Vĩnh Tân, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Dòng họ Đỗ nơi đây có nhiều người làm quan văn, tướng võ dưới thời nhà Lý và nhà Trần. Thuở nhỏ, Đỗ Lễ đã có sức khỏe hơn người, lớn lên rất giỏi võ nghệ. Ông cũng ham thích binh thư và dũng lược. Đỗ Lễ tham gia trong một đợt tuyển quân của nhà Trần, nhờ tài năng mà được thăng dần lên chức tướng quân. Tướng quân Đỗ Lễ là người có công lớn trong cuộc dẹp loạn Dương Nhật Lễ vào tháng 11 năm Canh Tuất. Sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên có ghi chép rằng: xét thấy ngoại kỳ chép, trước đây Duệ Tông khởi nghĩa giết Nhật Lễ, có quan văn là Trần Thâm tính kế hoạch, có quan võ là Đỗ Lễ điều quân. Nhờ nhiều chiến công dẹp loạn mà Đỗ Lễ được phong làm đại tướng quân. Bắt đại tướng quân mặc áo đàn bà. Năm 1372, vua Trần Duệ Tông lên ngôi, nhưng các vua Trần sau này không còn duy trì được niềm tin tín ngưỡng như các đời vua Trần trước, không dùng đạo đức làm nền tảng để trị vì. Vì thế mà nhà Trần càng ngày càng suy sụp. Trong triều, tham quan lộng hành, không lo cho đời sống người dân, khiến dân chúng các nơi nổi lên, xã hội bất ổn. Bước vào cuối thế kỷ 14, lợi dụng triều Trần ngày càng suy yếu, quân chiếm thành do Chế Bồng Nga nhiều phen lấn sâu vào đất Đại Việt. Quan hệ hai nước căng thẳng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, để đối phó sự quấy rối từ chiếm thành, vua Trần Duệ Tông xây dựng quân đội. Gần một năm sau, xuống chiếu chuẩn bị đánh chiếm thành. Ông còn cho mở cuộc đại duyệt binh trước khi xung trận. Năm 1376, Chế Bồng Nga lại mang quân sang quấy rối bên dưới Đại Việt. Vua Trần Duệ Tông sai Đỗ Tử Bình đem quân đi đánh. Chế Bồng Nga dâng 10 mâm vàng cầu hòa. Nhận sinh lễ cầu hòa của địch, lòng tham làm mờ mắt, viên hành khiển Đỗ Tử Bình. Thay vì tâu lên vua, ông ta giấu đi làm của mình, rồi nói dối vua Chế Bồng Nga kiêu ngạo khinh nhờn, vô lễ, khuyên vua nên đem quân đi đánh. Nghe lời, vua Trần Duệ Tông quyết tâm thân chinh. Cuối năm 1376, Trần Duệ Tông dẫn 12.000 quân đánh chiếm thành, sai Hồ Quý Ly đốc thúc quân ở Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa trở lương, rồi dừng chân một tháng để luyện sĩ tốt. Đầu năm 1377, quân Trần tiến đến cửa Thi Nại của Chiêm Thành, lên đến Thạch Kiều, chuẩn bị tiến vào kinh thành Đồ Bàn nước Chiêm. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, Chế Bồng Nga lập đồn giữ ngoài thành Đồ Bàn, sai viên quan nhỏ Mục Bà Ma đến trá hàng, nói dối Duệ Tông là Bồng Nga đã chạy trốn, chỉ còn thành không nên tiến quân gấp. Ngay trước khi lên đường, Hoàng Phi Nguyễn Bích Châu đã dâng biểu lên nhà vua rằng: xin nghi binh, cho dân chúng được yên hàn, trị cái rắn nên dùng cái mềm, lấy đức để thu phục người phương xa như vua Hạ chỉ gầy đàn mà chẵn một tháng dợ hồ quy phục, đó là thượng sách. Các quan như ngự sử Trung Tán Lê Tích và ngự sử Đệ Phu Trương Đỗ ba lần lên tiếng can ngăn, nhưng vua Trần Duệ Tông lại tin rằng với đại quân 12 vạn nhất định sẽ dễ dàng đánh tan chiếm thành, vua bỏ ngoài tai những lời này. Đến tháng Giêng năm 1377, quân nhà Trần tiến vào cửa biển Thi Nại, nay thuộc Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đánh tan quân Chiêm ở động Ỉ Mang và đóng quân ở đây. Sở dĩ quân nhà Trần tiến quân theo con đường này vì kinh thành Đồ Bàn của Chiêm Thành nằm ngay vị trí tỉnh Bình Định ngày nay. Quân Chiêm nơi đây thua trận đầu hàng rồi nói rằng: vua Chiêm là Chế Bồng Nga đã bỏ kinh thành Đồ Bàn mà rút đi. Ngày vua Chiêm đã bỏ kinh thành mà rút đi, vua Trần Duệ Tông ra lệnh cho tiến quân luôn vào kinh thành Đồ Bàn. Nhưng đại tướng quân Đỗ Lễ đã nghi ngờ đây là mưu kế của quân Chiêm, liền nói với vua rằng:
Nó đã chịu hàng là muốn bảo toàn đất nước làm đầu. Quan quân vào sâu đánh phá thành giặc là việc bất đắc dĩ. Xin hãy sai một biện sĩ cầm mảnh thư đến hỏi tội để xem tình hình hư thực của giặc. Như kế sách của Hàn Tín phá Đức Yên ngày trước, không phải khó nhọc mà thành công. Cổ nhân có nói, lòng giặc khó lường, thần xin bệ hạ hãy xem xét lại. Thế nhưng, vua Trần Duệ Tông lại tin rằng mình dẫn 12 vạn quân khiến vua Chiêm khiếp vía mà đem quân chạy khỏi thành rồi, nên nói rằng: "Ta mình mặc giáp cứng, tay mang gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông trèo núi vào sâu trong đất giặc, không ai dám đương đầu với ta, ấy là trời giúp cho ta đó. Huống chi, nay chúa giặc nghe tin đã chạy trốn, không còn lòng dạ đánh nhau." Cổ nhân nói, dùng binh quý thần tốc. Này nếu dừng lại mà không tiến thì thực là trời cho mà không lấy, để nó lại cơ mưu khác thì hối sao kịp, người chính là hạng đàn bà. Nói rồi, sai người mang áo đàn bà đến bắt đại tướng quân Đỗ Lễ mặc vào nhằm hạ nhục trước mặt bao quân. Thời xưa, đương đương là một đại tướng quân mà phải mặc áo đàn bà giữa bao quân được coi là một nỗi nhục ghê gớm, không phải ai cũng vượt qua được. Ấy vậy mà khi vua ung dung dẫn quân vào trong kinh thành Đồ Bàn, khuyên vua không được, Đỗ Lễ bất đắc dĩ phải tuân vào thành cùng vua. Từ đó có thể thấy Đỗ Lễ quả thật vô cùng nhẫn nhịn. Nhớ lại thời Tam Quốc, để dụ Tư Mã Ý đem quân ra khỏi thành giao chiến, Gia Cát Lượng cũng đã từng tặng Tư Mã Ý bộ đồ đàn bà để hạ nhục, khiến quân Ngụy không sao chịu đựng được, nhất quyết đòi ra khỏi thành giao tranh với quân Thục. Nhưng Tư Mã Ý là người có tâm đại nhẫn, biết đem quân ra khỏi thành là trúng kế của Gia Cát Lượng, nhưng không sao thuyết phục được quân tướng nên phải nhờ Ngụy chủ ra chiếu thư lệnh phải thủ thành, không được đánh. Nhờ đó quân Ngụy mới không ra khỏi thành. Từ chuyện Tam Quốc thấy rõ hơn Đỗ Lễ có tâm đại nhẫn đến mức nào. Khi vua ung dung dẫn quân vào trong kinh thành Đồ Bàn, khuyên vua không được, Đỗ Lễ bất đắc dĩ phải tuân lệnh vào thành cùng vua. Vua Trần trả giá. Khi quân nhà Trần vừa vào trong thành thì quân Chiêm mai phục từ bốn mặt đổ ra đánh. Bị đánh bất ngờ, quân nhà Trần thua to, 10 phần thì chết đến 7-8 phần. Quân Chiêm bắn tên ra như mưa, vua Trần Duệ Tông bị trúng tên chết tại chỗ. Các tướng Nguyễn Nạp Hòa, Hành Khiển, Phạm Huyền Linh cũng đều chết cả. Trong đám loạn quân, đại tướng Đỗ Lễ đã lường trước được tình huống này, nên bình tĩnh, thúc ngựa cầm thương, tiến đánh với vua Chiêm là Chế Bồng Nga để đám ngự binh cướp xác vua rút đi. Đối đầu với đại tướng quân của Đại Việt, vua Chiêm nhắm không địch nổi. Nhưng lúc này, quân nhà Trần đã hoàn toàn tan vỡ, nên quân tướng Chiêm Thành lớp lớp vây quanh, tiến đánh Đỗ Lễ. Sau một thời gian giao tranh, đại tướng Đỗ Lễ dần kiệt sức, cả người và ngựa cùng gục xuống. Sách Đại Nam Quốc Sử diễn ca mô tả rằng: Duệ Tông hăm hở phục thù, đánh Chiêm nào quản chi khu dặm trường, khinh mình vào động Kim Mang, tinh kỳ tan tác gió sương miệt mù. Đánh giá sự kiện này, Việt Sử Giải Thoại có lời rằng: Đại tướng Đỗ Lễ cẩn trọng, ấy cũng là phép sử thường của kẻ quen sông pha trận mạc. Duệ Tông bất chấp lời can ngăn, lại còn khinh thường mà hạ nhục, bắt đại tướng phải mặc áo đàn bà trước mặt bao quân, chủ quan háo thắng mà vô mưu đến thế, bảo không thảm bại làm sao được. Cổ nhân dạy rằng, dụng binh mà khinh tướng, ấy là điều nguy. Duệ Tông hạ nhục đại tướng Đỗ Lễ, có biết đâu là đã tự hạ nhục mình. Mà xem ra, cái nhục của Duệ Tông mới thực là nỗi nhục lớn hơn cả. Tiếng xấu muôn đời. Trong trận chiến ấy, các đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hào, Hành Khiển, Phạm Huyền Linh đều tử trận. Đỗ Tử Bình chỉ huy hậu quân không đến ứng cứu. Hồ Quý Ly đốc quân trở lương, nghe tin vua tử trận thì sợ hãi, bỏ trốn về nước. Trần Duệ Tông là vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam tử trận. Trốn thoát trở về, Đỗ Tử Bình bị Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông bắt, bỏ trong xe tù giao đi khắp phố. Khi Tử Bình về qua phủ Thiên Trường, người dân đua nhau chửi mắng, lấy gạch ngói ném vào xe tù. Thượng Hoàng xuống chiếu trị tội nhưng miễn tử hình, bắt đi làm lính. Tuy nhiên không lâu sau, Tử Bình lại được phục chức. Tháng 5 năm 1378, Chế Bồng Nga đưa hành vương Trần Húc về nước, đánh cướp ở vùng Nghệ An. Trần Nghệ Tông lại phục chức cho Đỗ Tử Bình, sai ra chống giữ. Cũng như lần trước, Đỗ Tử Bình đánh không lại và Chế Bồng Nga tiến vào Thăng Long lần thứ ba, bắt người cướp của rồi rút về. Năm 1380, vua Chiêm lại dụ dân Tân Bình và Thuận Hóa đi cướp phá Nghệ An và tiến lên Thanh Hóa.
Thượng Hoàng Nghệ Tông sai Hồ Quý Ly lĩnh quân thủy và Đỗ Từ Bình dẫn quân bộ ra chống. Tới tháng 5, quân Chiêm không đánh được phải rút lui. Sau trận đánh này, Đỗ Từ Bình cáo ốm, xin rút lui không giữ binh quyền nữa. Tháng 11 năm đó, Trần Nghệ Tông phong ông ta làm nhập nội hành khiển tả tham tri chính sự, lĩnh chức kinh lược sứ Lạng Giang. Được vài năm thì Đỗ Từ Bình qua đời. Theo các tài liệu lịch sử, trước khi nhận hối lộ 10 mâm vàng, Đỗ Từ Bình từng đem quân đi đánh Chiêm Thành vào năm 1367 nhưng thất bại nặng nề phải rút quân về. Viết về Đỗ Từ Bình, sử thần Ngô Thí Sĩ nhận định: nước đến khi sắp mất, tất nhiên trời sẽ sinh ra một người để phá hoại. Việc Từ Bình được tiến cử là lúc mối hấn khích ở biên giới Nhật Nam đã chớm nảy nở, cái nguy cơ tai họa của Dệ Tông đã ngấm ngầm phục sẵn, mà từ đó dần dần gây ra mối suy sụp cho cơ nghiệp nhà Trần. Nhắc lại chuyện xưa để thấy rằng đại tướng Đỗ Lễ cũng là người có tâm đại nhẫn, bị bắt mặc áo đàn bà giữa ba quân mà không đem lòng ghi hận, lại có thể theo vua vào hang cọp rồi lại hy sinh thân mình để bảo toàn xác vua. Chỉ tiếc rằng nhà Trần đã mạt.